có thể có như thế một cái tiểu viện, đối với người bình thường tới nói cũng là hết sức là không dễ dàng. Nhà chính bên trong, Đường Phụ Canh đang đứng tại một tiền cùng với nàng tướng mạo có 6-7 phần giống nhau nữ tử trước mặt. Mụ mụ, thật sao? Là thật sao? Đường Phụ Canh trên mặt lúc này tràn đầy nước mắt, thân thể mềm mại càng đang kịch liệt run rẩy lấy. Mà trước mặt của nàng trung niên nữ tử kia thì là trầm mặt, lạnh lùng nhìn xem nàng. Là hắn nói cho ngươi. Đường Phụ Canh dùng sức lắc đầu. Không phải hắn, ta đi Thất Thánh Nguyên lịch luyện, là tại Thất Thánh Nguyên bên trong ta nhìn thấy. Vì cái gì? Vì sao lại là dạng này? Mụ mụ, đây là thật sao? Không là đúng hay không? Đây chẳng qua là huyễn cảnh có đúng hay không? Nhìn xem trước mặt nữ nhi, Đường Mộng Hy lúc này vẻ mặt phức tạp, trọn vẹn nửa ngày về sau mới thở ra một tiếng. Ngươi thấy là thật không sai, ngươi không phải là nữ nhi ruột thịt của hắn, lúc trước cũng là ta phản bội hắn, ngươi hài lòng chưa? Đường Phụ Cách như bị sét đánh, toàn thân kịch liệt run rẩy một cái, dưới chân lảo đảo chùi lại hai bước, ngơ ngác nhìn mẹ của mình tự nhủ. Vì sao lại là dạng này? Ta hận hắn nhiều năm như vậy, bởi vì hắn là từ bỏ chúng ta, có thể sai lại không phải là hắn. Mụ à, người vì cái gì, tại sao phải làm dạng này? Hắn không sai, sao nguyên lai lại là chúng ta? Nguyên lai lại là chúng ta, nguyên lai ta chẳng qua là con hoang. Bộp một cái, Đường Hy Mộng lúc này một bàn tay hùng hăng quất vào Đường Phụ Cách ở trên khuôn mặt, đưa nàng chút ngã xuống đất. Hèn mạt, ngươi có biết hay không là ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết lúc trước đến tột cùng là tình huống như thế nào không? Ngươi biết hết thể tất cả đi qua sao? Năn ra ngoài, ngươi cút ra ngoài cho ta. Đường Hy Mộng lúc này cảm xúc đột nhiên trở lên trên cuồng loạn dâng lên. Một thanh từ dưới đất nắm lên trên Đường Phụ Cách, mấy bước xông ra khỏi cửa phòng, đưa nàng ném tới trong sân, lại phanh một tiếng dùng sức đóng cửa phòng lại. Ngã xuống đất là Đường Vũ Cách lập tức cảm xúc lên là hỏng mất. Tại Thất Thánh Nguyên, nàng trải qua dục vọng một cửa ải kia cùng với người khác không giống nhau. Nàng nhìn thấy là mẫu thân của một cái nam nhân khác tại cùng một chỗ. Một cái nàng chưa từng thấy qua nam nhân, hay ngờ tại tình cảm là tình trạng ý thiếp. Mà cách đó không xa, nàng nhìn thấy chính là phụ thân của mình, Nguyên Ân Phong Vũ. Nàng nghe không được ba người nói chút gì. Sau này thì Nguyên Ân Phong Vũ liền cùng với nam nhân kia đánh nhau, hai người đánh thiên hồn địa ám. Lúc đó Đường Phụ Cách cũng cho rằng đây chẳng qua là huyễn cảnh. Có thể nàng rất nhanh liền phát hiện cái kia cùng với Nguyên Ân Phong Vũ chiến tại một chỗ nam nhân, võ hồn lại là ngũ hành kỳ lân, cùng với mình trương đi đến hỏa trước mặt đó là một dạng ngũ hành kỳ lân. Trong khoảng khắc đó, Đường Phụ Cách liền như là bị sét đánh phẳng phất là hiểu rõ một ít gì. Nàng chỉ là nương tựa theo kiên trì là ý định, không ngừng nói với chính mình đây chỉ là huyễn cảnh mới mạo hiểm ra quá quan. Có thể là cái kia hết thảy vậy mà không phải hư ảo, lại là chân thực. Nàng tại mẫu thân nơi này đạt được xác nhận. Nói một cách khác, nàng hận Nguyên Ân Phong Vũ nhiều năm như vậy, có thể sai lại cũng không phải là hắn. Chính mình căn bản cũng không phải là thái thần gia tộc hậu duệ, chính mình chính là mẫu thân của một cái nam nhân khác sở sinh. Nói một cách khác, mẫu thân tại cùng với Nguyên Ân Phong Vũ còn là vợ chồng thời điểm, thế mà cùng với nam nhân khác tại cùng một chỗ, đây chính là nàng nhất không thể nào tiếp thu được tình huống. Những năm gần đây, Đường Phụ Cách liều mạng như vậy nỗ lực, liều mạng tăng lên chính mình, vì chính là muốn cho Nguyên Ân Phong Vũ thấy chính mình là yếu tố, không có thái thản gia tộc, nàng một dạng có thể trở lên nổi bật, vì chính là mong muốn cho mẹ của mình tranh một hơi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Kết quả đấy, chính mình làm hết thể lại chính là như thế hài hước. Theo huyết thống bên trên, Nguyên Ân Phong Vũ vậy mà cùng với mình một chút xíu quan hệ đều không có. Chính mình căm hận chẳng qua là cái người xa lạ, mà cha ruột của mình càng là chưa bao giờ thấy qua. Chính mình tất cả nỗ lực hiện tại xem ra đúng là buồn cười như vậy. Chính mình thích nhất là mẹ, đau lòng nhất cũng là mẹ, vậy mà lại là chính mình xem thường nhất cái chủng loại kia người. Nàng vẫn luôn luôn cho rằng là Nguyên Ân Phong Vũ di tình nguyện luyến đến tinh linh tộc công chúa bên trên thân, mỗi lần nhường mẫu thân mình thừa nhận thống khổ to lớn do đi thái thản gia tộc. Có thể sự thật là không phải như vậy, hết thảy cùng với nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đúng vào lúc này đột nhiên, Nguyên Ân Huy Huy từ bên ngoài vọt vào. Tí, ngươi thế nào? Nguyên Ân Huy Huy lúc này liếc mắt liền thấy ngã sóng xoài trên mặt đất khóc lớn Đường Vũ Cách, vội vàng xông lại, mong muốn đưa nàng nâng đỡ. Ngươi đi ra, Đường Vũ Cách đem hắn đẩy qua một bên, ta không phải tỷ của ngươi. Nguyên Ân Huy Huy lúc này cũng ngồi ngay đó, hắn cũng trầm mặc, hắn dĩ nhiên là hiểu rõ chuyện như vậy đối với Đường Vũ Cách đả kích lớn đến bao nhiêu. Từ nhỏ đến lớn, bọn hắn liền đã nhận biết, Đường Vũ Cách thậm chí vẫn luôn căm thù hắn, liền làm bởi vì chính mình mẫu thân đoạt mẫu thân của nàng trượng phu. Có thể là hiện tại hết thảy đột nhiên xoay chuyển, nàng dĩ nhiên rất khó tiếp nhận.
liền là Liễu Nguyên ân huý huý nhìn chính mình cũng có một chút khó mà tiếp nhận. Hắn lúc trước giống như lựa chọn nam tính chi thần thời gian còn rất ngắn, cho nên không có gì là tại dục vọng phương diện sự tình. Cái này là tuổi trẻ tiến vào trong thất thánh uyên chỗ tốt, cho nên hắn thấy cùng với Đường Vũ Cách thấy chính là tình huống tương tự, thế mới biết cái này là chuyện bí ẩn. Hắn còn tốt, dù sao hắn không phải là người bị hại, có thể Đường Vũ Cách đối với chuyện này nhận kích thích liền quá lớn. Tỷ, ngươi đừng có khổ sở, vô luận lúc nào ngươi cũng là tỷ của ta, có được hay không? Hắn nhẹ giọng nói. Đường Phục Anh chẳng qua là khóc như là không lên tiếng. Đúng vào lúc này thở ra một tiếng vang lên. Hy vọng ta tới. Âm thanh là từ bên ngoài truyền đến. Nghe được cái âm thanh này, Nguyên Ân Huy Huy lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Bởi vì cái âm thanh này với hắn mà nói thật sự quá quen thuộc, đúng là phụ thần Nguyên Ân Phong Vũ. Ba ba tới, lúc này hắn sao lại tới đây? Đây không phải là nửa chảy đổ thêm dầu sao? Ngươi tới làm gì? Xem mẹ con chúng ta trở mặt thành thù chê cười sao? Đường Hy Mậu lúc này bằng lãnh âm thanh từ trong phòng truyền ra. Ta là tới nói xin lỗi. Vậy đối với sao rời? Ta suy nghĩ minh bạch, ban đầu là ta nhìn không thấu, là lỗi của ta, là ta quá mức là chấp nhất, từ đó làm cho lúc sau mọi chuyện cần thiết. Nhưng chúng ta đã từng sai, nay không nên nhường cho bọn nhỏ gánh chịu. Bọn nhỏ là vô tội. Nếu bọn hắn bởi vì thất thánh nguyên mà biết được một chút, cái kia dứt khoát liền đem tình huống ban đầu đều nói cho bọn hắn biết đi. Mặc dù Vũ Cách không phải nữ nhi ruột thịt của ta, nhưng ta một mực đem nàng làm nữ nhi đối đãi. Vừa nói, Nguyên Đần Phòng Vũ từ bên ngoài đi vào trong sân nhỏ. Tình huống ban đầu, chân tướng đấy là gì? Đường Vũ Canh tiếng khóc thú nghĩ, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia mình đã là thật lâu chưa từng gặp quà phụ thân, trong lúc nhất thời cả người đều có một chút ngốc trẻ. Nguyên Ân Huy Huy vội vàng đi vào bên người của nàng, đưa nàng từ dưới đất đỡ lên. Đoàn đội bên trong cá nhân thực lực mạnh nhất Đường Vũ Cách đã là bát hoàn hồn đấu la tu vi Đường Vũ Cách, hiện tại yếu ớt lại phảng phất nến tầm ra trong gió. Từng đều có một chân đứng không vững, còn muốn dựa vào Nguyên Ân Huy Huy mới có thể đứng đấy. Nguyên Ân Phong Vũ nhìn xem Đường Vũ Cách, ánh mắt phức tạp mà nói, mụ mụ người cũng không có làm gì sai, làm sai chính là ta, cho nên người hận ta cũng là không sai. Gian phòng bên trong cũng không có âm thanh truyền ra, Đường Hy Mậu lúc này từ đầu đến cuối không có thể mở miệng. Ta xuất thân từ Thái Thản gia tộc, chính ta đương thời gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, phụ thân của ta càng là thần cấp cường giả. Gia tộc của bạn ta cùng học viện sử lệ khác còn có nhiều phương diện hợp tác, là học viện sử lệ khác đường môn trọng yếu hợp tác đồng bản. Cho nên theo xuất sinh bắt đầu từ ngày đó, ta liền như là ngậm lấy vững chắc thìa, có mặt khác đồng niên người không có ưu thế. Ta kế thừa gia tộc Thái Thản cậu viên võ hồn, dùng yêu dị thành tích thi đậu ở trong học viện sửa lẽ khác. Mà lúc này, mụ mụ của người còn có người cha ruột đều là bạn học cùng lớp với ta. Mẹ của người rất đẹp, càng là xuất thân đường môn. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng, liền không cầm đối với nàng vừa gặp đã là cảm mến. Sau đó giống như nàng triển khai theo đuổi thế công. Khi đó trong mắt của ta, phụ thân của người mặc dù thiên phú rất tốt, nhưng vô luận là tướng mạo hay là gia thế, đều là không xứng với mẹ của người. Mới quen lúc chúng ta còn rất nhỏ, cùng một chỗ tại trong ngoại viện trưởng thành cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ thi đậu ở trong học viện sửa lại khác nội viện. Các ngươi đều hẳn phải biết, nội viện đệ tử còn có tư cách tham gia một cái đặc biệt trọng yếu chuyển động, gọi là Hải Thần Duyên ra mắt đại hội. Vì chính là những yếu tố nội viện đệ tử đang khẩn trương tu luyện sau khi đó, có thể tìm tới chính mình chỗ yêu người. Ta một mực là thật sâu thích mẹ của người, cho nên tại Hà Thần kia Hà Thần Duyên ra mắt trên đại hội, liền chủ động hướng nàng thổ lộ. Khi đó hướng về nàng thổ lộ rất nhiều người, bởi vì nàng là chúng ta cái kia một đại gia công nhận nữ thần, có thể là để cho ta trăm triệu không nghĩ tới, là mẹ của người vậy mà không có lựa chọn ta, mà là tuyển chọn phụ thân của người. Khi đó ta đơn giản không thể tin được tất cả những thứ này. Ta cảm giác rằng mình không có bất kỳ cái gì địa phương không xứng với mẹ của người, mà lại đều muốn so với phụ thân của người mạnh hơn, càng không biết bọn hắn là lúc nào thành lập tình cảm. Nội tâm kiêu ngạo để cho ta bị thống khổ dày vò. Hơn nữa đối với mẹ của người yêu thích càng là bởi vì đến không đến mà tăng lên đến đỉnh phong. Mà khi đó mẹ của người trong nhà vừa tốt xảy ra vấn đề, ông ngoại của người tại ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đột nhiên mất tích cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm, cho dù là dùng đường môn lực lượng cũng rất khó đi cứu vãn. Mẹ của người lòng nóng như lửa đốt, rồi lại không có biện pháp, mà khi đó ta lại có cái gan tỏ ý nghĩ, chúng ta Thái Thản gia tộc tiên tổ một trong chính là một đời thú vương Thái Thản cự viên, nguyên nhân chính là như vậy. Chúng ta biết được một chút đường môn cùng với hồn thú nhất mạch hợp tác bí mật, ta liền lặng yên đi đến sông La Tinh, mượn lúc ấy đang ở trong nghiêm chế ra một chiếc đặc thù chiến hạm, đồng thời
lái nó đi đến cái kia mảnh nguy hiểm tinh vực. Thời điểm đó ta, bởi vì mẹ của người không có lựa chọn ta nội tâm đặc thù thống khổ, nhưng ta cũng hy vọng thông qua năng lực của mình mà tranh thủ đến nàng. Trong lòng một mực kiềm nén, cố sức lực, cứ như vậy mà mạo muội tiến nhập vào trong vùng tinh vực kia. Có thể vận khí của ta xác thực rất tốt, ít nhất lúc ấy xem là thật sự rất tốt. Thế mà thật sự để cho ta tìm được người ông ngoại, đồng thời thành công đưa trở về cứu viện tới, cùng một chỗ quay trở về hành tinh mẹ.